Uyên Nguyễn mến chào cả nhà. Mời cả nhà cùng theo Trang Uyên mình tham quan chùa Khánh Sơn nha cả nhà. Chùa nằm trên đường Ngô Gia Tự. Rồi mình vào trong cả nhà ơi. Phía trên đây mình thấy có bảng để chữ quán ăn màu chùa Khánh Sơn. Thầy có hai chậu tắc đây nè cả nhà, quá trời cháy luôn rồi. Nhìn thấy hạ không cả nhà, cháy nhiều quá luôn. Đây thì có hình tượng con rồng, hai con, bên đây con nữa. Còn ở trên đây là chánh điện nha cả nhà. Em quay lại sao. Uống quanh luôn nè. Gốc đại sứ lạ không? Uống quanh quanh vậy. Tượng rồng đẹp lắm nè cả nhà. Ở bên trong Y thấy có một tượng Phật nữa kìa.
lớn cả nhà. Tượng rồng này cũng lớn lắm nha cả nhà ha. Nhưng thấy quá lớn mà. Từ dưới lên trên lớn lắm. Cái đuôi ở phía sau. Sướng quá trời bông luôn. Trắng cây luôn nè cả nhà. Cây sứ mà cái gốc cũng lạ nữa. Cái gốc độc lạ luôn á. Cái gốc sứ uống quanh quanh đã không? Dạ con chào thầy ạ. Con xin quay xíu nha thầy. Dạ. Con vô trong. Lúc nãy Yên có gặp thầy kia. Yên có xin rồi. Bây giờ cái mình gặp thầy này nữa cả nhà. Hỏi xin một tiếng nữa. Mở đèn lên chưa? Cho mình quay á cả nhà. Mở sáng lên luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Mình thấy có mấy cái trống đó nè. Bên đây thì cái chuông. Cái bức tượng Phật này cả nhà. Này thái tử. Lúc Phật chưa đi tu thì còn là thái tử nha cả nhà. Vợ con của thái tử. Bên đây có cái chấm nha cả nhà.
có một bức tượng đó cả nhà, Phật Nhật Tăng Huy. Hai bên cửa có hai bức tượng. Thầy có một chậu sen nữa nè. Đây, bên đây một bức tượng nó đang cả nhà. Pháp Lưng Trường Truyền. Hai bức tượng hai bên.